giới loài người, từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Mời cô giáo ngồi. Hồi sáng cô giáo nói là khi cô giáo tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng trước nhà Hoàng Lan. Và cô đã nói hết mọi chuyện cho người nhà Hoàng Lan biết rồi phải không? Đúng vậy. Tôi nghĩ có lẽ những người trong gia đình chúng tôi, cho nên cô giáo mới có những suy nghĩ lạ lùng đến như vậy. Ý anh là sao? Bây giờ thì tôi không thể nói rõ ràng cho cô giáo biết được đâu. Bởi vì có một thế lực luôn luôn theo dõi và cản trở chúng tôi. Chính vì vậy cho nên tôi rất mong cô giáo hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi không thể nào nói hết cho cô giáo nghe được đâu. Thôi, mình tới nhà Hoàng Lan đi. Cô giáo sao vậy? Không có, mình đi thôi. Anh Mây à, tôi... Đi thôi. Mình đi. Mình phải tới nhà Hoàng Lan trước, chôn cái hộp đen xuống mới được. Vô cái hộp đen này chơi rồi nha. Lúc đó tha hồ mà dẫn phép lực của My để phá cái hộp này ha. My sắp sửa không thấy mọi người trong cái khu phố này nữa rồi. Lúc đó My sẽ rây rứt cả đời, vì chính My và cái phép lực mạnh mẽ của My đã làm cho mọi người biến mất mãi mãi.
rồi nữa, tụi mình tập trung hết qua nhà bạn nha, để cho người lớn nhà bạn thấy á là tất cả tụi mình là một. Cũng được, được đó. Tụi mình đi thôi. Đi. Quần hùng hội tụ hen. Nó nổ cái bùm cả chết nguyên đám luôn cho vui nè. Thôi kệ, chết chùm cho có bạn có bè. Ui da, trời ui da. Cô thấy mệt trong người hả? Tụi nhỏ không vô nhà được đâu. Cái hộp đen nó mà nổ tung thì tụi nhỏ biến mất. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hay có những ý nghĩ mông lung vậy nữa. Cô nói gì tôi không hiểu. Ông chú. Thưa ông, chào ông chú. Ủa, ông xuống hồi nào vậy ông? Nhìn ông với cô đi như vậy, giống vợ chồng quá à. Cô tới nhà em phải không cô? Chắc là cả nhà em đang đợi cô đó. À, thôi mấy bạn, hay là bây giờ mấy bạn qua nhà mình nha, để cho người lớn nói chuyện. Thương chú tụi con đi. Thương chú tụi con. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi mà. Không được. Hoàng Lan, tụi nhỏ không được đẩy. Trời ơi, đẩy đi mà, đẩy đi. Thôi, mình vô trong đi. Khoan đã. Cô sợ hả? Không sao đâu, mọi người sẽ hiểu mà. Đi. Nguy hiểm lắm. Cô nói sao? Đẩy đi, đẩy xuống đi. Còn chần chờ cái gì nữa. Cô giáo, cô nói rõ ràng cho tôi biết đi. Tụi nhỏ làm sao mà bị nguy hiểm? Cô giáo, cô giáo Trúc, cô nói đi. Cô sao vậy? Cô giáo Trúc, cái gì kì vậy? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Lúc nãy tôi có một suy nghĩ rất là kỳ lạ. Cô suy nghĩ gì? Tôi suy nghĩ cái hộp sẽ nổ tung, bọn trẻ sẽ nguy hiểm. Tôi suy nghĩ như vậy đó. Thôi, cô giáo vô nhà Hoàng Lan trước đi, tôi sẽ vô liền. Dạ được. Cô dùng phép thuật gì với cô giáo Trúc vậy?
Đó là phép thuật chi phối tinh thần, bằng cách là nhảy vào cơ thể của người khác. Phép thuật bí truyền của phái ma nữ đúng không? Cô chôn cái hộp đen, tính nhốt tôi chứ gì? Và nếu như cái hộp đen nổ thì bọn trẻ sẽ bị thương, cho nên cô đã thay đổi không đẩy tôi xuống đúng không? Đúng là tình cảm loài người vĩ đại hơn phép thuật thật, đã làm cho quả hồng đen thay đổi. Xin lỗi cả nhà. Thật tình thì tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói những điều như vậy nữa. Tôi lại nghĩ như vậy. Cuộc sống mà, đôi khi mình có hiểu lầm nè, rồi có sóng gió, nhưng mà sau đó mình lại làm hòa nhau được, vậy nó mới là cuộc sống chứ. Chết rồi mẹ ơi, không còn mặt mũi nào nhìn gia đình Suri nữa hết. Còn Hoàng Lan nữa, mình hồ đồ quá à. Còn anh nữa nè, giờ không biết sao nhìn mặt ông Bung Moon đây nè, trời ơi. Ủa chú. Chú mới qua hả? Chào chị Sương. Chú ngồi đi. Thôi em đứng được rồi. Sao, mọi người đã nói chuyện với nhau hết rồi phải không? Dạ, tôi đã giải thích tất cả cho mọi người rồi. Tôi cũng muốn nói thêm chuyện này luôn. Trong chuyện này thì cô giáo Trúc hoàn toàn không có lỗi gì cả. Do áp lực công việc, rồi tinh thần bị yếu, cho nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Tôi rất mong là gia đình hãy hiểu và thông cảm bỏ qua. Tân Trung, anh sao vậy? bị quê đó. Chú nói hiểu thì có hiểu rồi đó, nhưng mà giờ không biết giải quyết vấn đề này sao đây nè. Anh cứ yên tâm đi, để chuyện này tôi lo cho. Bây giờ thì cô giáo Trúc cứ thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Xin lỗi anh nha, vì tôi mà anh phải phiền như vậy. Có phiền gì đâu, tôi mới là người xin lỗi cô giáo mới đúng chứ. Chừng nào anh đi vậy? Ủa, mà anh về hồi nào tôi cũng không biết nữa. Do có chuyện bận cho nên tôi chỉ ghé đây một buổi thôi. Bây giờ tôi đi đây, lần sau tôi về tôi sẽ ở lâu hơn. Sao nói cái gì mà lâu dữ vậy? Mà ba mặt một lời nói xong chưa? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Giải quyết xong rồi? Vậy mà cái cô giáo Trúc ăn nói lung tung. Tên Trúc mà ăn nói đâm lùm lum như là cây xương rồng. Bố anh ơi. Dạ. Về vậy chú? Dê Dê đi học về chưa? Dạ rồi. Vậy hả? Lên kêu Dê Dê Suri xuống đây giúp chú nha. Dạ, để em đi cho. Nhưng dù sao thì cũng tốt. Hoa hồng đen đã học được tình cảm của loài người, cho nên cô ấy đã thay đổi rất là nhiều. Vì sợ Hoàng Lan, Suri và bọn trẻ gặp nguy hiểm, cho nên cô ấy đã suy nghĩ chần chừ rồi quyết định là không đẩy tôi vô hộp đen nữa. Như vậy là mọi chuyện rắc rối đã được giải quyết xong hết rồi. Cho nên gia đình mình hãy hòa giải với gia đình Hoàng Lan, đặc biệt là Buôn á. Thôi em đi nhanh. Ông đi liền bây giờ hả? Ông có nhiều chuyện gấp cần phải giải quyết ở thế giới phép thuật. Ông ở đây thêm vài ngày nữa rồi đi ông. Không được đâu, lần sau nha. Thôi chào anh, chào mọi người. Ai chà chà,
Bây giờ con phải nói sao với Tấn Trung đây? Hoàng Lan, Hoàng Lan, con dòm thử coi nhan sắc của bà phục hồi chứ con. Dạ, chào chú. Sorry. Hình như ba mình muốn làm hòa với ba bạn đó. Ba mình cũng vậy. Ừ, nếu vậy thì á, tụi mình phải làm sao cho ba mình với ba bạn làm hòa với nhau? Đúng rồi, bây giờ tụi mình phải làm gì đây? Lại họp khẩn cấp. Lần này là có chuyện gì nữa vậy? Thì chuyện của ba mình với ba Hoàng Lan nè. Tất cả mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Ba mình ở chú Bu Un đó, muốn làm hòa với nhau, mỏng ai mở lời trước hết. Chắc là ai cũng ngại hết á. Có cái gì đâu. Lớn muốn làm hòa thì bắt tay làm hòa thôi. Đúng là phiền phức thiệt mà. Người lớn suy nghĩ nhiều quá nên mới vậy thôi. Ai cũng nghĩ mình có lỗi nhiều hơn nên ngại làm hòa là đúng rồi. Nhưng mà có cách nào hay hay hơn không? Hơ, còn tụi mình thì sao? Bộ người lớn không thấy có lỗi tụi mình hả? À, mình có một cách như vậy nè. Cách gì? Cách gì? Mình sẽ làm cho người lớn giống như là tụi mình vậy đó. Là sao? Để mình giải thích cho. Yeah! Đi! Đi! Theo ta. Cái này là Tấn Trung nè. Chịu làm què rồi hả? Đi thì đi. Làm như trò chơi con nít vậy.
Được, muốn làm thì làm. Một, hai, ba, bốn, năm. Hãy nhảy cao như con ếch 5 lần. Tân Trung, anh khi thường tôi quá đó, 50 lần mới được. Làm gì vậy ta? Nè! Ba ơi! Ừ? Chắc có lẽ là nhà mình phải qua bên đó xin lỗi nhà của Mai Phương trước quá. Tại vì dù sao thì cũng vì nhà mình, cho nên qua Hồng Đen nó mới làm như vậy. Ừ, cũng được. Ủa, mà chồng con đi đâu rồi? Dạ, con cũng không để ý nữa. Hay thôi, ba đi qua bển với con nha. Ừ, dạ. Ừ, đi. Mẹ ơi, chắc con qua nhà Xuân riêng chút xíu. Ừ, con qua bển hả? Dạ, con nghĩ là dù sao thì nhà mình cũng gây hấn với nhà người ta trước, chứ người ta đâu có lỗi gì đâu. Cho mẹ đi chung với. Mẹ cũng phải qua để xin lỗi cái ông già đó. Mình đi đi mẹ. Đi con. Chào. Dạ, con chào bác. Dạ, chào bác. Sao trùng hợp vậy? Dạ, con cũng xin thay mặt cả nhà bên đó để xin lỗi bác. Tôi với mẹ tôi cũng định qua bên đó nè. cũng tính xin lỗi. Con cảm ơn cô vì cô đã không đẩy ông chú của con vô chiếc hộp đen. Con cũng cảm ơn cô vì cô đã cứu gia đình con, gia đình Hoàng Lan và cả khu phố này nữa. Cô cười nhìn đẹp lắm. Sao gọi là cô? Là chị mới đúng chứ. Bây thật nhiên đi vào ngàn năm ánh sáng. Nếu mà chị trở thành người của Phái Vương Lão thì hay biết mấy. Từ khi sinh ra chị đã là người của Phái Ma Nữ rồi. Nhưng mà chị nghĩ á, Phái Vương Lão hay Phái Ma Nữ gì cũng đều là những nhà bất thuật. Thì em biết là vậy. Nhưng mà ý, May, ông chú của em á, chị thấy giới bất thuật luôn hả? Dạ. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ.